Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì đã bắt đầu bước sang tháng 7 âm lịch rồi ạ. Tức là cái tháng mà hay gọi là tháng ngâu đấy ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên thị trường Việt Nam mình thì ở những cái năm 2008, 2009, 2010, ở cái những cái năm đấy thì thị trường xe ô tô, những chiếc xe Toyota Yaris thì nó lại có hai phiên bản Yaris, đó chính là Yaris Sedan và Yaris Hatchback. Những chiếc xe Yaris nó cũng giống như chiếc xe Toyota Vios, chỉ khác là Toyota Vios là chiếc xe được sản xuất và lắp ráp trong nước, còn chiếc xe Toyota Yaris thì nó là chiếc xe được sản xuất tại Nhật và được xuất Trung Đông, và nó là hàng nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. Vâng, trước máy quay chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Yaris. Và đây chính là phiên bản sedan, chiếc xe được sản xuất tại Nhật Bản và xuất sang Trung Đông. Chiếc xe được sản xuất năm 2008, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Đây, quý vị và các bạn cùng xem, đây là biển Hà Nội và biển số xe rất là đẹp, 29A74233 đấy ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc xe này là tôi quay, tôi bán hộ ông anh tôi. Chiếc xe này đang đăng ký tên tư nhân và chính chủ đấy ạ. Chiếc xe này là ông anh nhờ bán, cho nên là ông anh vừa mới đi đến đây là tôi quay luôn đấy ạ. Chiếc xe này còn rất là bẩn và cũng có xước xát đôi chút, vì là chủ xe đang đi cho nên là chưa có dọn dẹp, chưa có sơn chi được cả, tất cả còn đang nguyên bản của chiếc xe mà chủ xe đang đi. Đang chưa có thời gian để dọn dẹp mà chưa rửa xe, cho nên quay lên đây cho quý vị các bạn cùng xem. Đây chính là cái phiên bản Trung Đông đây ạ. Quý vị các bạn xem, quý vị các bạn cũng biết được Trung Đông, cho nên là nó thể hiện ở cái tem nhà sản xuất đây. Toàn là chữ run dế, và chiếc xe được sản xuất tháng 2 năm 2008 đây ạ. Sản xuất tại Nhật. Đây là cái phần đầu, cũng là cái phần mà ba đờ sốc trước của xe. Và sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem, để quý vị và bạn xem nó có tai nạn hay không, có đâm đụng hay không đây ạ. Đây là cái phần táp bi cửa của xe và keo chỉ của xe đây ạ. Tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ, chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Tuy bên ngoài nó có hơi xước sát một chút thôi, và bên trong nội thất nó có hơi bẩn một chút thôi, nhưng chúng tôi cam kết là chiếc xe này là không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước gì cả, tất cả còn nguyên bản hết. Tại vì do chủ xe đang đi cho nên là chúng tôi không thể dọn dẹp, không thể rửa lên đây được. Và tôi quay lên đây cho quý vị các bạn cùng xem, để nếu như quý vị các bạn nào mà có nhu cầu mua chiếc xe chính chủ, có thể được liên hệ với chính chủ, gặp được chính chủ để làm việc thì hãy liên hệ ngay với tôi. Tất cả từ cái vô lăng cho đến cần số, tất cả còn nguyên bản hết, mà nó còn rất là đẹp đấy ạ. Vì anh ấy đã bọc cái vô lăng này rồi cho nên là đi thì còn rất là đẹp ạ. Vô lăng còn rất đẹp, nội thất còn rất đẹp. Nếu như chiếc xe này mà dọn dẹp sạch sẽ lên thì cực đẹp đấy ạ. Nội thất da, la răng đúc. Và chiếc xe này được sản xuất tại Nhật thì quý vị các bạn đã biết rồi đấy, nó chất lượng như thế nào rồi ạ. Đi rất là bền bỉ ạ. Toyota đã được mệnh danh là cái Toyota thần thánh, và máy móc của nó thì được ví như là nồi đồng cối đá. Đi thì quý vị và các bạn có thể là yên tâm ạ. Đây là cái phần đồng hồ của xe. Chiếc xe đã chạy được hơn 9 vạn km rồi. Và chúng tôi cũng cam kết nhé, thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này ông anh tôi là vừa mới đánh đến đây, cho nên là tôi quay luôn, đồng hồ của nó còn nguyên bản hết. Tôi có chưa can thiệp gì vào đến cái đồng hồ này đâu. Chiếc xe này nó còn bẩn, còn đến khi cái việc rửa chúng tôi còn chưa rửa được, chứ đừng nói gì đến cái việc tua đồng hồ hay làm việc gì cả. Tất cả còn rất là đẹp, mặc dù là chủ xe chưa có rửa ráy, chưa dọn dẹp gì cả, đồ đạc còn nguyên của chủ xe. Táp lô, táp bi đều rất là đẹp ạ. Keo chỉ thì còn nguyên bản hết ạ. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản, chưa đâm đụng hay là chưa có va chạm gì mạnh, chỉ có xước sát bên ngoài vỏ xe một chút thôi. Nếu như chiếc xe này mà quý vị và các bạn mua về thì cũng bỏ ra khoảng độ 2-3 triệu tiền sơn và đánh bóng dọn dẹp lên nữa thì chiếc xe này đẹp tuyệt vời luôn đấy ạ. Chủ xe vẫn còn để nguyên đồ đạc trên xe luôn. Và tôi quay lên đây cho quý vị các bạn xem thấy là nó độ thật của nó như thế nào rồi ạ. Độ chất của nó như thế nào rồi ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ.
Mặc dù chiếc xe sản xuất 2008 đến nay là đã được 12 năm rồi, nhưng chiếc xe còn rất là đẹp. Và cái màn hình Android này thì anh ấy cũng vừa mới lắp lên được khoảng độ hơn một tháng nay thôi. Anh ấy vừa mới lắp lên cái màn hình Android lên. Đây là cái củ số của chiếc xe đấy ạ. Củ số cũng còn nguyên bản hết, chiếc xe chạy mới hơn 9 vạn thôi, cho nên là củ số chưa phải thay. Vô lăng cũng còn nguyên, tất cả còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp, chưa có bóng với bẩy gì cả. Nếu như mà bóng hết cái vô lăng cần số đi thì nó sẽ chạy rất là nhiều rồi đấy ạ. Táp lô, táp bi, tất cả còn rất là mới ạ. Chiếc xe này mà dọn nội thất lên thì nó rất là đẹp đấy ạ. Nhiều chiếc xe sản xuất 2012 chưa chắc đã đẹp bằng đâu ạ, vì chủ xe đi rất là ít ạ. Và đây là cái màn hình Android mà anh ấy vừa mới lắp lên được hơn tháng thôi. Giải trí đa phương tiện ở trên cái xe này rồi. Nếu như quý vị và các bạn sở hữu chiếc xe này về thì không phải lắp thêm cái gì cả. Màn hình Android đã tích hợp camera lùi và camera rất là nét, màn hình rất là to, camera thì rất là nét. Và đây là cái phần cốp sau của xe. Cốp sau của xe tôi cũng quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần ốc của cốp đây ạ. Tất cả cái ốc này nó còn nguyên bản như thế này thì điều này là chứng tỏ là còn nguyên bản hết, chưa có bị đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Keo chỉ còn nguyên bản như thế này, quý vị các bạn có thể yên tâm rồi. Đi mua cái xe thì quý vị các bạn kiểm tra việc đầu tiên là kiểm tra phần keo chỉ với ốc cabo này, ốc cốp xe, vì chiếc xe có bị đâm đụng hay không thì thường là hay bị đâm đụng ở cái phần đầu và phần đuôi của xe. Đây, cái ốc của nó còn nguyên bản như thế này thì chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Cốp xe thì cũng rất sạch sẽ, chỉ có vài đồ sử dụng cá nhân như cái bơm này, dây câu điện mà chủ xe để lại đâu, chứ chưa có bị đâm đụng này. Và đặc biệt ở chiếc xe này sau 12 năm sử dụng, nhưng mà cái phần đồ nghề này, đồ nghề của chiếc xe này thì chưa sử dụng một lần nào luôn. Cái lớp sơ cua này cũng còn lớp sơ cua còn nguyên, chưa hạ, chưa sử dụng một lần nào. Tất cả còn rất là mới ạ. Cho nên chúng tôi có thể nói là nhiều chiếc xe sản xuất năm 2011 hoặc 2012 chưa chắc đã đẹp bằng chiếc xe 2008 này đâu ạ. Chủ xe đi thì rất ít và lại giữ gìn, cho nên là nó còn rất là đẹp ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho quý vị và các bạn được xem xe trực tiếp và được có thể được gặp chủ xe trực tiếp luôn ạ. Quý vị và các bạn có thể giao dịch tại cửa hàng chúng tôi, hoặc có thể chúng tôi sẽ cho quý vị và các bạn địa chỉ để quý vị và các bạn đến trực tiếp tại nhà chủ xe để giao dịch tại nhà. Và đặc biệt chiếc xe này quý vị và các bạn muốn mua trực tiếp với chủ xe, muốn làm việc trực tiếp chiếc xe chính chủ thì quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ với tôi. Chúng tôi sắp xếp cho quý vị và các bạn đến xem xe trực tiếp, làm việc trực tiếp với chủ xe luôn mà không phải lo qua trung gian như chúng tôi ạ. Chúng tôi chỉ đăng lên đây để đăng bán hộ ông anh thôi. Cho nên là quý vị và các bạn yên tâm, nếu như quý vị và các bạn có thể xem xe trực tiếp, gặp trực tiếp chủ xe thì ok thôi. Cho nên là cái phần an ninh của xe thì quý vị các bạn có thể yên tâm ạ. Hoặc quý vị các bạn có thể muốn check xe để xem xe trực tiếp tại chỗ nào, check tại đâu để xem về cái chất lượng của xe này thì cũng rất là vô tư thoải mái thôi. Tất cả về cái phần táp lô, táp bi, keo chỉ của xe thì quý vị các bạn vừa rồi cũng đã xem tôi quay rất chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem rồi. Và cái phần quan trọng nhất của chiếc xe này chắc chắn là không ai đi mua xe cũ mà bỏ qua về cái phần này ạ. Đó chính là cái phần động cơ của chiếc xe. Và sau đây thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Ở cái phiên bản sản xuất tại Nhật, xuất Trung Đông thì Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Yaris này là một cái phiên bản động cơ xăng và là động cơ 1.3 lít ạ. Rất là bền bỉ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả máy móc còn nguyên bản. Đây, tất cả các ốc xe đây,
từ cái ốc tai xe, ốc đầu xương đầu xe, ốc tai, ốc xương đầu cho đến ốc nắp cabo. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Tôi sẽ quay từ từ cho quý vị và bạn cùng xem, để quý vị và bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào ạ. Đây là cái phần ốc cabo đây ạ. Ốc cũng còn nguyên bản hết ạ. Chủ xe đi rất là giữ gìn, chưa bị đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Keo chỉ còn nguyên bản hết. Đấy, mặc dù chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có rửa gì cả, nhưng mà cái máy móc của nó cũng rất là đẹp đấy ạ. Cái phần máy của nó thì quý vị các bạn cùng xem rồi. Vì chiếc xe chạy có hơn 9 vạn km thôi, tính ra sau 12 năm sử dụng mỗi một năm chạy chưa đến 1.000 km ạ. Đấy, chiếc xe đang nổ máy đây mà quý vị các bạn có thấy không? Có một cái tí rung nào về cái phần động cơ đấy, không nhìn thấy rung một tí nào. Tất cả là còn nguyên bản hết. Tất cả các ốc này là còn nguyên bản hết, chưa có mở ra làm lại cái gì cả. Chiếc xe này chủ xe cũng chỉ có bảo dưỡng và thay dầu thôi ạ, cho nên nó còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết, thứ nhất là chiếc xe này không đâm đụng này, không ngập nước này, máy móc nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.